tour du lịch mang tên Sài Gòn Travel Sightseeing trên tuyến tàu Sài Gòn Watergo chính thức được thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu vào tối 23 tháng 12. Từ đây, người dân và du khách có thể thưởng ngoạn, ngắm bình minh hay hoàng hôn ngay trên sông Sài Gòn bằng chiếc tàu 2 tầng. Với hành trình từ ga tàu thủy Bạch Đằng Sài Gòn Waterbus, tàu sẽ đưa du khách ngắm nhìn những công trình lớn như Bến Nhà Rồng, Tòa nhà Bitexco, Landmark 81, Cầu Ba Son, v.v. Từ hướng nhìn trên tàu, những hàng cây quanh bờ sông cũng trở nên đẹp hơn khi in mình trên bóng nước. Lần này là cái Waterbus của mình nó mở thêm tàu 2 tầng, tàu Watergo, thì em thấy là nó rất là mới lạ. Thì lần đầu tiên mà mình đi trên sông mà mình có thể thấy được toàn thành phố của mình á, mà góc nhìn kiểu rất là mới, rồi xong rồi trải nghiệm vừa nghe nhạc vừa đi trên sông mát mẻ, rồi nó khiến cho mình rất là tự hào về thành phố của mình á. Khi mà hai bên bờ của sông Sài Gòn của mình được trang hoàng với lại được đổi mới như vậy á, thì em thấy nó là một cái điều rất là đáng mừng. Thứ nhất á, là nó cho được người Sài Gòn một cái trải nghiệm cuối tuần rất là sung sướng, là mình được nhìn thấy được thành phố của mình có thêm nhiều màu sắc, nhiều rực rỡ. Cái cảm giác của tụi em rất là hào hứng. Mức giá thì còn phải chờ thời gian để mà người dân mình cảm thấy, hoặc là chính em khi mà đi á, mình cảm thấy cái trải nghiệm của mình nó xứng đáng hay không. Nhưng mà trước mắt là em thấy trải nghiệm rất là đáng giá. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái Waterbus ha. Và cũng là lần đầu tiên trải nghiệm Waterbus 2 tầng như vậy thì mình cảm thấy rất là thích. Bởi vì ngắm được hai bên thành phố về ánh sáng và những cái sự nổi bật của thành phố được hiện hữu rõ ràng khi mà chúng ta trải nghiệm trên Waterbus. Khi mà mình trải nghiệm ở trên tàu Waterbus 2 tầng như vậy thì mình cảm thấy rất là thích, bởi vì là dịch vụ hay trong tàu đã có nước nè, có bánh nè, và đặc biệt là khi mà chúng ta chill, khi mà buổi chiều như vậy ta chill, khi ngắm được cảnh hoàng hôn này, ngắm được hai bên bờ đều rất là đẹp. Và đó là một cái điều mình nghĩ rằng là khi mà bỏ một số tiền để mà tham gia và trải nghiệm cái điều này thì mình nghĩ là xứng đáng. Cái chương trình này đặc biệt là mình sẽ đi nhiều cái không gian về chiều và đặc biệt về đêm muộn. Tại sao? Trong cái không gian càng về chiều nè, về đêm nè, sông nước này rất là đẹp, đẹp lắm. Và bây giờ thì hai bên bờ sông đều bắt đầu từ bừng sáng lên. Thì giữa cái sông nước này á, chúng ta sẽ thấy cái giá trị của cái cảm nó sẽ rất là sâu sắc trong từng người thưởng lãm, từng người du khách đang thưởng ngọn sông nước. Đây hứa hẹn sẽ là một loại hình du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Với khoảng một tiếng đồng hồ lênh đênh trên sông nước, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của trung tâm thành phố vào sáng sớm hay chiều tà. Tùy từng hạng ghế, giá tour sẽ dao động từ 179.000 đến 339.000 đồng. Vé đã bao gồm hành trình đi tàu, bảo hiểm hành khách và nước uống đóng chai.